đổi đấy, nói tiếng Anh giỏi giống con ạ. Bé là muốn về với cái đội nào mà giỏi tiếng Anh ngang bé, còn hơn bé á là bé không có về. Vậy thôi. À, không sao đâu, thì cứ hơn đi và ngồi yên đó. Dạ. Con ơi, con biết con hươu cao cổ trong sở thú không? Giraffe. What does the giraffe look like? Yeah. The giraffe is very very tall. Tall. Chùm cuối lúc nào cũng xuất hiện cuối cùng. À. Thì bình thường là những cái chùm cuối sẽ thường về với những đội nó hơi chùm chùm chút xíu. Xin mời. Thời gian cuối cùng của ban ngày hôm nay, xin mời ạ. Xin chào mọi người. Con tên là Tuấn, là Minh Anh và hôm nay con sẽ biểu diễn võ thuật cho mọi người xem. Một, hai, ba, hai, 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 hai. Con là Minh Anh, biết tên gì không? Em đếm sơ sơ cái logo của những cái mà môn võ mà bé vừa thể hiện, sao cũng có 3 môn võ đó quý vị. Karate do Việt Nam do. Việt Nam do luôn. Dạ, Taekwondo. Taekwondo. Anh thấy nè, nội cái clip mình thấy, mình nhìn sơ là mình biết. Chao nó quánh võ bằng chú Trịnh Thăng Bình luôn. Ê, sai nha. Đai đen nè. Chiếc võ nha. Đó. Không, chú Trịnh Thăng Bình là đai đen của cái môn domino. Quý vị, và bây giờ là năm gợi ý của chương trình, xin mời. Đầu tiên, ôi chà, đó chính là diễn xuất. Tiếp theo, khả năng ngoại ngữ. Thứ ba, biểu diễn võ thuật. Và thứ tư, thuyết trình. Và cuối cùng, vẽ tranh. Em thấy cái thuyết trình là khả năng cao. Cái thuyết trình á, hồi nãy bé nó giới thiệu nó còn rung mà. Nó nói còn dắt mà. Thành thử ra cái thuyết trình là chỉ dành cho chú Trịnh Thăng Bình thôi. Chứ còn nãy là nó quánh võ là nó giống như nó đẩy xe đi siêu thị thôi. Chứ chưa có vô lắm. Anh thử ra là tôi nghi là cháu nó diễn á. Diễn xuất. Đúng rồi, đúng rồi. Và nếu mà mình đấm 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, mười mấy tuổi, mình không bao giờ đấm như vậy. Dạ, yeah, không bao giờ. So, đấm là phải sao vậy? Vai phải thẳng. Đó. Yeah. Một tay đấm, một tay kéo. Coi nè, tay phải thẳng, vai rộng. Trời ơi. Nào, Bình. Dạ. Ra đi, nhà chúng tôi đang lục đục. Chị đừng làm cho đội mình bị lung củng, mình phải là okay, đoàn cùng kết. Nhau đoàn kết. Bé sẽ phù hợp với khả năng vẽ tranh. Tôi đồng ý. Đồng ý. Cái nụ cười này đang sao vẽ tranh. Vẽ tranh là mấy cháu nó mặc như nè, nó nghiêm, nó mới vẽ. Qua vẽ tranh. Ai vẽ tranh vậy? Cái này là diễn xuất. Diễn xuất. Vẫn quyết định là diễn xuất. Và bây giờ hãy xem bé Minh Anh sở hữu tài năng là diễn xuất hay là vẽ tranh. Xin mời. Con ơi. Gì ạ? Con giải đáp thắc mắc của chú với lại các bình luận viên xíu hen. Đầu tiên là đáp án của chú Trấn Thành và lại chú Xuân Huy là gì ạ? Vẽ. Ủa? Tôi có nói diễn xuất sao? Hai mặt quá. Không. Có một sự lầm lẫn nào ở đây rồi. Trấn Thành có nói diễn xuất sao? Các bạn nghe nhầm rồi đó, không phải như vậy đâu. Vẽ. Wow, tuyệt vời. Ồ, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ lại đáp án là diễn xuất ạ. À, mình nên nói rõ lại đáp án mình là gì Bình? Vẽ tranh. Con ơi, tài năng của con là gì con? Con sẽ kể chuyện hát xong với Corrado ạ. Bằng tiếng gì con? Tiếng Anh ạ. À. I knew it. In it for today. Ờ, dạ đúng rồi. Vậy cái đạo cụ đi dùng để làm cái gì? Để con kiến quy vẽ hả? Chúc mừng bé Bình đã bị lừa. Đây là những hình ảnh trong câu chuyện bé sẽ kể. Miu ơi, vâng ạ. Con kể chuyện, chú sẽ là người lật hình ảnh. Vâng ạ. Quy ơi, em là người dịch đi. Dạ ok. Rồi, 2, 3.
Once upon a time, there were two kids named Hansel and Gretel. They lived in a house deep in the forest. One day, their mother died, so their father started marrying the stepmother, which was very mean to the kids. À, ngày xưa ở một vùng đất là có hai đứa trẻ nhìn vô một cái khung cửa sổ và thấy một người đàn ông đang buồn. Kế bên ổng là một bé cười rồi. Người đàn ông đang buồn và mẹ người đàn ông này nói gì đó. One day the stepmother forced Hansel and Gretel to go find food in the woods. On their way they were so hungry they saw a candy house. Và họ thấy một cái căn nhà làm bằng kẹo và họ quyết định đi vô căn nhà làm bằng kẹo. Yeah. Gretel and Hansel started eating some food until a witch said, "Hey, why are you eating my candy house?" Hansel and Gretel were so sad, they said, "We are so sorry, we were just too hungry." The witch said, "Come in, I have plenty of food." Em dịch được, để em câu này, để em. Ba phù thủy nói, ha. Trong bốn vị huấn luyện viên kia ai giống cái này? Không ai ạ. Vì là một, mỗi một phù thủy phải dài. Hai, phù thủy phải đeo một cái mũ rất là độc ác. Với cả ba, phù thủy phải có một cái chổi, nó có thể bay lên trên trời. Rõ ràng. Giờ tiếp con. The witch locked Hansel inside a dungeon and forced Gretel to be the witch's servant. Đứa bé thấy Trịnh Thăng Bình dễ thương quá nên vô nhà của bé Bình chơi. Đâu. When the witch was getting ready to cook Hansel, Gretel pushed the witch inside the oven. Puff! She was gone. Và đứa bé nhận ra Bình không tốt như là mấy bé nghĩ nên đẩy Bình ra ngoài đường. Hansel and Gretel got home. They got lots of food and they lived happily ever after. The end. Và hai bé quay trở về với lại chú Huy. Ủa hết rồi con. Ủa chị có chuyện gì, dịch cái gì không đúng hả? Chết đi. Ừ con ơi, con tóm tắt lại câu chuyện bằng tiếng Anh để cho cô Mỹ Linh dịch đi con. Ok. Gretel, Hansel and Gretel. Sống ở trong một ngôi nhà cùng với người cha, người mẹ mới mất và người cha đã cưới một người vợ khác được gọi là dì ghẻ. Mẹ kế. Mẹ kế. I really like your English. It's very clear. And I have something for you to study more English. Okay, so we not just ask you to go to the forest to find some food. We have some food here. We have a candy house, which is prepared by Mr. Huy. This is witch. There's no real witches inside this whole entire world. No. There is. Monsters don't exist in the world. Right. Yes. You are so smart. You're so smart. And we can understand you well. Well. Công nhận. Bé không những là cái trình độ về cái ngoại ngữ rất là cao, có thể đối thoại tay đôi được với tất cả những vị bình luận viên, mà còn có một cái chính kiến riêng của mình. Và bây giờ là thời khắc mà để con chọn đội nào. Con chọn đội kia. Vì đội đấy nói tiếng Anh giỏi giống con ạ. À. Bé là muốn về với cái đội nào mà giỏi tiếng Anh ngang bé. Còn hơn bé á, là bé không có về. Vậy thôi. À, không sao đâu, thì cứ hơn đi và ngồi yên đó. Dạ. Con ơi, con biết con hươu cao cổ trong sở thú không? Giraffe. What does the giraffe look like? Yeah. The giraffe is very, very tall. Tall? Yeah. But what part of the body of the giraffe tall? The neck. The neck? Yes. They have long necks because they love eating leaves from trees. Okay, so I know they got the very long leg, but they don't have the long legs, right? Do they got the long legs too? Yeah, kind of. Kind of? Hỏi, tôi hỏi là
Con hô ca cổ là chỉ có cái cổ dài thôi chứ cái chân không có dài hả? Có cái chân dài luôn phải không? Cái nó trả lời chắc vậy. Có cái vụ mà chắc vậy nó thấy ghét vậy. Con còn biết bây giờ con biết con gì bằng tiếng Anh, con kể ra bằng tiếng Anh nè. 2, 3. Giraffe, hippo, rhino, cat, dog, parrot, bird, eagle, big nose, elephant. Yes. Porcupine, pig, horse. 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 Yeah, horse. Chỉnh luôn ha. Chỉnh luôn. And lion, tiger and cheetah. And cheetah. Where do you study English from? First I study English from my mom. Second I study English from my school. Third I study English from YouTube because there's lots of English to find. Wow. And fourth. And last. And last, my parents put lots of games of learning English for me to play. So, where's your father from? My whole family is from Vietnam. Then moved to here so I can go on TV. Oh, really? Yeah. There is no anybody from Europe or America? No. No. So it's really, really good that you're from Vietnam and you speak English perfectly. Yes, perfect. How old are you? The last question. I'm 5. 5? I'm 5 years old. Oh my goodness. 5 tuổi làm sao có thể làm như vậy được nhờ? Đúng là thiên tài thật ấy. Mà cái vấn đề là cái phong thái rất vấn là đề là ngoài đúng rồi đó. Mình nói đúng là có nghĩa là không phải là chỉ là học tiếng Anh, không phải là chỉ là accent đúng, mà bé có cái chính kiến riêng. Nó nói là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thế này thế nọ. Khoan. Phản đối. Tôi phản đối. Nè. Hai nhân vật này nãy giờ có một chiến thuật vô cùng rõ ràng, xa chạy lòng của bé và quên mất hai người là đoán sai. Đội kia cũng sai luôn. Con ơi, con có muốn dành hình phạt nào cho bốn vị này không? Happy Peppa Apple Apple Pen với con. Yo. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Yo. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Con kêu mọi người bình chọn cho con bằng tiếng Anh đi, nói luôn. Ladies and gentlemen, please. Yep. Vote for him. No. Con tên là? Con tên là Bill. Mấy tuổi? Con 5 tuổi rưỡi ạ. Rưỡi đâu rồi, còn rưỡi cơ. Các cô các chú bình chọn cho con nhé. Okay.